Chào mừng các bạn đang quay trở lại với Tambi and Girl cùng với anh Thư và những câu chuyện xoay quanh chiếc đồng hồ. Ngày hôm nay thì mình muốn sẽ khơi lại kỷ niệm một tí xíu. Các bạn có đồng ý với mình là những kỷ niệm về những lần đầu tiên lúc nào cũng sẽ có những cái giá trị nhất định đúng không? Ví dụ như là mối tình đầu này, hay là người bạn đầu đời, hoặc là khoản lương đầu tiên, hay là món quà mua tặng mẹ đầu tiên. Và mình tin là với những cái khoảnh khắc giá trị như vậy thì các bạn sẽ khó lòng mà quên được. Với mình cũng vậy, chiếc đồng hồ đầu tiên của mình đến giờ mình vẫn còn nhớ rất là rõ. Đó chính là mẫu này nè. Không biết là chúng ta có cùng cái chiếc đồng hồ đầu tiên với nhau hay không, nhưng mà đây là chiếc đồng hồ mà ba mình đã mua tặng lúc khoảng 8-9 tuổi gì đó. Và do là thời gian đã rất là xa rồi cho nên là mình không có còn giữ chiếc đồng hồ này nữa. Thế nhưng mình tin rằng nếu như bây giờ mình vẫn còn chiếc đồng hồ này thì đây sẽ là một trong những chiếc đồng hồ rất giá trị trong bộ sưu tập đồng hồ của mình. Và chính vì gắn liền với tuổi thơ như vậy cho nên là trong suy nghĩ của mình ngày bé, chỉ cần khi mà ai đó nhắc đến đồng hồ thì mình sẽ nghĩ ngay đến Casio. Và có thể là bây giờ đã có nhiều hơn những kiến thức về đồng hồ, nhưng mà với mình Casio vẫn là một cái phần gì đó rất là quan trọng, và bởi vì đã gắn liền với cả một cái trời ký ức và một cái bầu trời tuổi thơ của mình như vậy. Ngày hôm nay thì mình đã định là sẽ giới thiệu với các bạn một cặp đôi G-Shock và BBG. Hay, thế nhưng mà người tính không có bằng trời tính. Sáng ngày hôm nay khi mà đến với showroom thì mình mới được biết là mẫu BBG này đã hết hàng chỗ showroom mình quay rồi. Cho nên là mọi người cũng đã gợi ý với mình là hay là chọn một cái em BBG khác. Nhưng mà thôi, mình nghĩ là những cái sự cố thì lúc nào nó cũng có những cái giá trị nhất định của nó. Và chắc gì trong cuộc đời của mình sẽ có cơ hội để mình review một cái em đồng hồ nam nào mà trọn vẹn một video không, đúng không? Do đó thì thôi mình quyết định là sẽ dành trọn cái video lần này để review về em G-Shock còn lại. Với lại thì người ta vẫn hay bảo đó là Baby G chính là người tình bé nhỏ của G-Shock, cho nên là sẽ rất là hợp lý với cái cặp đôi ngày hôm nay. Thì về kiểu dáng này, về thiết kế cũng không có quá nhiều điểm khác biệt, cho nên là review em này mà mình sẽ đề cập tới em kia thì cũng vô cùng hợp lý thôi, đúng không? Và trước khi mà bắt đầu video ngày hôm nay cũng như là khám phá chiếc đồng hồ này thì các bạn cũng đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của chúng mình để có thể cập nhật những mẫu đồng hồ mới nhất cũng như là những câu chuyện xoay quanh chiếc đồng hồ mà chúng ta sẽ còn chia sẻ với nhau nhiều hơn nữa nha. Và đây chính là chiếc hộp của chúng ta ngày hôm nay, hãy cùng mình khám phá nha. Đây chính là một quyển sổ hướng dẫn của G-Shock. Và thông thường với những mẫu đồng hồ thể thao như là G-Shock hay là BBG thì chúng ta sẽ thấy Casio thường sử dụng một chiếc hộp kim loại như thế này. Điều này mình thấy cũng rất là hợp lý thôi, bởi vì với những cái chiếc hộp kim loại như thế này sẽ mang lại cảm giác rất là năng động và trẻ trung, đúng không? Và chúng ta chú ý một điểm nữa, tức là ở trên mặt này cộng với hai cạnh lục giác của chiếc hộp thì lúc nào cũng sẽ đề tên của dòng sản phẩm. Ví dụ chiếc này là G-Shock thì chúng ta thấy dòng chữ ở đây, nếu như là BBG hay là GMS thì cũng sẽ tương tự như vậy. Cũng như là ở trên phía mặt trên này thì có để là G-Shock SIN 1983 để giới thiệu cái năm ra đời của cái dòng sản phẩm G-Shock này, một trong những dòng sản phẩm phải nói rất là đặc biệt của thương hiệu Casio. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng chờ xem người ấy là ai nhé. Diện mạo chắc chắn sẽ làm các bạn khá là bất ngờ đó. Đây chính là chiếc đồng hồ của chúng ta ngày hôm nay, mẫu G-Shock dành cho nam. Và đây chính là thiết kế dành cho nam trong một cặp đôi được ra mắt vào năm 2019. Mà nếu như mà bạn nào đã có hay cập nhật xu hướng về những chiếc đồng hồ thì mình tin chắc là đã từng nhìn qua em này rồi. Mà với những cái màu sắc rất là ấn tượng như thế này thì mình tin là nếu như mà các bạn đã từng thấy qua thì chắc chắn sẽ khó mà quên được. Bởi vì với màu sắc này kiểu chạm tay nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời, đúng không? Và cặp đôi này thì ra mắt vào một dịp cũng rất là đặc biệt, đó chính là kỷ niệm 25 năm ra
ra mắt của thương hiệu Baby G 1994 và 2019. Và chính vì ra mắt vào một dịp rất là đặc biệt như vậy cho nên là thiết kế em này cũng không hề tầm thường một tí xíu nào. Chúng ta quan sát về màn hình thì mình sẽ thấy đây chính là họa tiết hoa văn kẻ dọc của đường phố những năm 1990 cộng với cái cách phối hợp màu sắc mang hơi hướng disco chút xíu, đúng không? Mình tin là khi mà nhìn vào mẫu đồng hồ này thì nhiều bạn sẽ nói là hơi sến, đúng không? Nhưng mà điều này cũng rất là bình thường thôi, bởi vì 9 người 10 ý thì đó mới là xã hội. Vì chúng ta không giống nhau cho nên là ngoài iPhone mình mới có Samsung hay là Apple. Vì chúng ta không giống nhau cho nên là menu trong một quán ăn mới có tới 80 món. Và vì chúng ta không giống nhau cho nên đi cà phê anh gọi cà phê đen còn tôi gọi một ly bạc xỉu. Đó là những điều hết sức bình thường. Riêng mình thì mình thấy em này chất. Phiên bản nam thì được tùy biến trên phiên bản đi đúp 5006. Về kích thước mặt kính thì có độ dài led to led là 48.9mm cùng với đường kính ngang là 42.8mm. Về độ dày của em này là 13.4mm, một cái độ dày vừa phải với một phiên bản đồng hồ thể thao, đúng không? Và nếu là đồng hồ nữ thì chúng ta chỉ có độ dày vỏ đồng hồ khoảng là 12.5mm mà thôi, để tạo cảm giác nhẹ nhàng hơn cho các chị em. Em này thì vẫn có một tấm kính khoáng trên bề mặt để chống nước, nhưng mà trước giờ thì về độ chống nước Casio đã không còn bàn cãi rồi, đúng không các bạn? Em này cũng không ngoại lệ với độ chống nước lên đến 200m. Bên trong mặt số thì chúng ta sẽ quan sát, mình sẽ thấy một cái màn hình LCD hình chữ nhật. Bên dưới là dòng để ghi thời gian, còn góc bên trái là thứ này, góc bên phải sẽ là ngày và tháng. Và chiếc đồng hồ của chúng ta thì cũng có rất là nhiều những tính năng. Ví dụ như là chúng ta bấm nút thì sẽ có chế độ báo thức này. Tiếp theo là timer đếm ngược, stopwatch, bấm giờ thể thao. Ngoài ra còn có tính năng chớp đèn để thông báo trạng thái, có nghĩa là khi mà chuyển giờ hoặc là báo thức thì màn hình của chiếc đồng hồ của chúng ta sẽ lập tức nháy đèn. Với một chiếc đồng hồ dây cao su như thế này thì mình thấy là chúng ta hoàn toàn thoải mái với những hoạt động vui chơi, hoạt động ngoài trời hoặc là đi du lịch, bởi vì mình sẽ không có lo lắng là chiếc đồng hồ của mình sẽ bị xước xát hay là không thoải mái, bởi vì với loại dây cao su này thì rất là tiện lợi luôn. Ngoài ra có một cái điều, một cái ưu điểm của loại dây cao su và vỏ cao su, đó chính là chiếc đồng hồ của mình sẽ giúp cho chúng ta trông trẻ trung hơn rất là nhiều so với đồng hồ dây da hay là dây kim loại. Và thú thật với các bạn là ngày hôm nay khi mà được báo là sẽ review về một em đồng hồ thể thao hơi năng động tí xíu thì mình cũng đã rất là đắn đo để lựa chọn cho mình một chiếc áo sơ mi, cũng hơi xịt-tin chút xíu, nhưng mà phải công nhận rằng cái chiếc áo của mình ngày hôm nay màu cam nó không có ăn nhập gì với anh này cả. Do đó chúng ta thấy là anh chàng của chúng ta ngày hôm nay rõ ràng là một anh chàng rất là khó chịu. Nên khi phối hợp trang phục các bạn cũng chú ý tí xíu là mình nên chọn một trong ba màu này thì sẽ ăn rơ miễn bàn luôn. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể chọn những cái trang phục mang hơi hướng đơn giản và đơn sắc tí xíu, bởi vì ngay cái chiếc đồng hồ chúng ta đã quá nổi bật rồi cho nên đeo vô thì các bạn không có lo là mình bị chìm đâu. Ngoài ra thì một cái tip để phối trang phục cho các bạn nữ thì các bạn có thể chọn những cái loại áo như là áo thun cổ tim màu trắng này kết hợp với sneaker trắng và jean thì mình nghĩ cũng sẽ rất là xinh đó. Nhưng mà thời trang thì vốn là để cho chúng ta sáng tạo và không có giới hạn nào cả, do đó là mình chỉ cần chọn trang phục mà mình cảm thấy phù hợp và giúp cho chúng ta tự tin thì đó đã là cách lựa chọn phù hợp và tốt nhất rồi. Và do ở thiết kế đồng hồ này thì chúng ta có cả hai phiên bản dành cho nam và dành cho nữ, cho nên là nếu những chàng trai cô gái nào chúng ta muốn có một cái sự lựa chọn để khẳng định chủ quyền khi mà đi cùng người yêu của mình đi ra đường thì các bạn cũng có thể lựa chọn cái mẫu đồng hồ này. Ngoài những lựa chọn thông thường ví dụ như là áo đôi này, giày đôi hay là nón đôi thì đồng hồ đôi cũng là một cái lựa chọn rất là tuyệt vời đó. Bởi vì lâu nay thì chiếc đồng hồ vẫn được mệnh danh là những cổ máy thời gian rồi, cho nên là mình nghĩ với những cặp đôi yêu nhau sẽ còn có giá trị hơn nữa. Lâu nay thì đối với bạn gái chúng mình đó, khi mà thấy một cái chàng trai nào đó ok tí xíu thì tụi mình sẽ nói với nhau đó là đúng kiểu bảnh bao để yêu và chân thành để cưới. Còn với em ngày hôm nay thì mình sẽ có một cái câu tương tự như vậy, đó là đúng kiểu cá tính để yêu và vừa túi để rước về nhà. Cho nên là nếu như bạn nào chúng ta đã muốn rước em này về nhà rồi thì mình sẽ để link sản phẩm ở bên dưới để các bạn có thể truy cập xem thông tin về sản phẩm cũng như là mức giá bán nhé. Và nếu như các bạn muốn chúng ta sẽ review về một em nào khác mà các bạn đã trót phải lòng rồi thì cũng đừng ngại comment bên dưới để chia sẻ với chúng mình, để chúng ta có thể chia sẻ với nhau ở những video tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.